The mama and Papa Reed raised little Boyer on apple pie and the Red Sox. Since graduating from high school, Boyer Boston Reed has done everything he could to shed that clean-cut image of his youth. Looking for adventure, Reed left his hometown of Lexington, Massachusetts, and became a bush pilot in South America. Medical records also tell a saga of gonorrhea, hep C, and herpes. As a pilot, he stayed clean for a number of years, but one fateful day, he met El Boquita. Within days, Reed was flying Santa Blanca's coke to Georgia, Florida, and the Carolinas. With the drug smuggling came the money, and Reed loves to spend it. He's chummy with Boquita, who gave him that nickname Boston because of his accent. Make no mistake, Reed may play hard, but he works harder. Now based out of Kewaunee, he coordinates all of Santa Blanca's smuggling by air. He uses temporary airstrips, and his own people don't know where they are until the last possible moment. When he's working, Boston Reed is impossible to locate. And you're gonna find him. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghệ. Chúng ta sẽ tiếp tục với Ghost Recon Wildland. Hôm nay mình sẽ ra ngoài chỗ này một tí, chúng ta sẽ đánh cái thằng này Coney. Tại Coney cái tên là Boston Reed, thằng này tên là Boston Reed. Và sau đó chúng ta sẽ đánh thằng El Bubo này. Và chúng ta sẽ tiến tới hai chùm cuối của cái mảng này. Có thể là tập ngày mai gì đó. Thì cái này mình quay luôn tù luôn, mình cũng không rõ là khi nào mình đụng tới hai này. Mình sắp xếp sau đó khi mình edit gì đó kiểu. Thì hôm nay mình sẽ đổi cái lót ao một tí. Và lần này là mình sẽ mặc bộ Ghost Recon Future Soldier. Nhìn khá là ngầu. Của game Ghost Recon Future Soldier trước đây. Và cái súng đi kèm với cái này nó sẽ phù hợp hơn. Nó chính là cái súng của Ghost Recon luôn, Future Soldier luôn. Cái cây này đặc biệt của nó. Và để coi, để cho mình cho các bạn coi. Cây này cũng nhìn chất quá. Cây này Ghost Recon Future Soldier gắn đủ kiểu, nhìn rất là tương lai đằng khác. Có nguyên cái hình đậu lâu nữa, màu xanh lá cây nhìn rất là chất. Ồ, quá đẹp. Ok, và súng ngắm thì mình vẫn như xài như cũ thôi. Mấy cái này mình cũng không có thay đổi gì nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Tại đó mình thấy là cây súng ngắm tốt nhất trong game này chỉ có hai cây là cây L11A5A3 gì mà không nhớ cái tên. Mà Việt Nam mình hay quen gọi là gì, AWM, AWB gì. Giống như bên bên gì ta, CSGO hoặc là đột kích. Mình coi drone chưa đây. Hold on, signs of cartel activity up ahead. Looks like Bowman was right. What's the play, boss? Let's find the asshole in charge and see what he can tell us. I see. Nói chung là mình cái chỗ này mình chưa thấy cái intel nào hết, cho nên mình không biết phải lấy từ đâu. Và có lẽ là nó chỉ đưa mình một cái nhiệm vụ này thôi, và buộc là mình phải đi làm nhiệm vụ đầu tiên với chưa unlock intel cái kiểu gì nhiều. That makes five. If that's a tour group, I'll eat my fucking boot. Interior center, lieutenant. Only one way to find out. What about the friendlies? We'll come at least if we can, but it's not our priority. Clear. Đây hôm nay. Got eyes on a Santa Blanca lieutenant. Chắc là phải giết hết rồi. He may be the man we're looking for. Got him. Remember, we need him alive. We need him alive. Yeah. Không được giết gì dễ mà. Chắc hẳn là dễ thôi, chứ cũng không có đâu nào đâu, cho nên cố gắng được nhiều hay bấy nhiêu. All right, that's I count 15 of them. Má một đống luôn. Just spotted one with submachine guns. Mình dùng cái này cho nó dễ nhìn hơn, tại vì nó sẽ spot những thằng nào người thôi. Còn bé ở đây nữa đâu rồi? Đây đó, đúng rồi. Thằng đây nữa. Hai thằng. Sniper out there. I'm getting a position. Sớm mấy sniper chứ đi. Hold up, let me get a good sight line. Mày này đi lẻ lẻ nè, đoán mày này lẻ lẻ chứ. Say the word, boss. Tango down. Con này này để mình xử chứ. Chứ trời tối nhanh vậy ta. Nó không thấy gì hết.
Có lẽ mình nên dùng cái nòng ngắm này tại vì nhất là nó tối quá cũng không thấy gì hết. Này đứng sau cái đống gỗ này ta. Hú, mình cứ sợ là bị sợ bắn hụt không à. In position, target's marked. Just say the word. Eyes on the target. Target acquired. Steady to engage. Opening fire. Hú, ngó. Okay, we're still good. Yeah, we're still good, man. Mình check ở cái chỗ này nè. Là xem nó có ai đứng cho bên nó hay không. Tại vì nếu mà rắn này nguyên đám thì nó kích động rồi hết. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái nè. Mình nghĩ là mình nên đi qua đây xử mấy này nè. Rồi chúng ta vô tra hảo này luôn. Tại vì mấy thằng này nó đứng ngay góc khuất không, mình không thấy thằng này. Và mình không muốn tránh là không để cho thằng kia nó chạy mất tiêu. Cho nên có lẽ chúng ta sẽ làm vậy thôi. Anh đi em, tôi sẽ lên vực. Wow 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 wow. Mình check lại thêm lần kia kỹ coi. Này vô đây đi, đổi hướng rồi ta. Để mình lùa mấy anh này qua chỗ khác đi. Popping a flare. Để dụ mấy anh này ra chỗ khác. Nó di chuyển chưa? Nó đổi hướng sang chỗ khác rồi. Target's marked. Good to go. I've got the target. Nếu mà nguyên đám chạy ra đó thì mình sẽ quay trở lại ngay chỗ này đó. Say the word, boss. Mình tiếp cận cái hàng này đã rồi, chúng ta sẽ vô ra lệnh cho nó bắn luôn. Chủ yếu là phải tiếp cận ra. Ready. Đi nhanh. Copere i fantastici. Đi. Cái chỗ này đi không được ta. Hay là mình tra khảo nó ngay đây luôn đi. Take it easy, okay? Calma te pues. Let's talk about this. Maybe we can make a deal, you and me. You want a deal? How's this? Give me Reed and maybe I don't blow your brains out. I want that. Bây giờ nếu mà chúng ta nói chuyện thằng này thì chúng ta mới biết được cái vị trí của thằng đó chứ. Nãy giờ vẫn không có nhiệm vụ nào hết ngoài nhiệm vụ này. Đúng là cái thằng này nó kiểu như nó mất tích một cái không biết cái gì luôn. And the cartel, they get a cut too. No, we keep this to ourselves. Sueño would send everyone. Một thằng đang tới ở bên ngoài mà thấy nó. I want a list of these villages you've been targeting. Now. Tranquis, okay, whatever you say. But you didn't get it from me, alright? Là bọn đang ráng làm hơi kiểu Ghost Recon nhất có thể. Bowman, you were right about Reed. Xong, ngon. Human trafficking operation right under Sueño's nose. Quá đẹp. Có cái đất của mình để mình lấy luôn ta. Keep pulling on that thread, Nomad. Let's see where it leads. Mình nãy thì ông thả ông kia qua kia được, chúng ta lên đường nhưng mà chúng ta không xuống được đó. Chắc là chuẩn bị có nhiệm vụ mới thôi. Copy that. Nomad out. Má, làm việc quá ư là Ghost Recon đúng nghĩa đen luôn. Ok, chúng ta lên máy bay, chúng ta đi ra khỏi chỗ này. Thôi được. Ok man, không bị phát hiện luôn. Sau khi mình đi tìm hai cái intel thì chúng ta đã có nhiệm vụ mới. Để coi, chúng ta phải vô cái chỗ này.
không bị phát hiện. Nhiệm vụ tên là The Truck Depot. Không bị phát hiện. Mình tự spot cho mình luôn. Để có mình chạy ra khỏi vô cái chỗ này mà đi đường vòng hay là mình hơi để mình đi cái đường kia thôi. Xem biết có ai không. Tự nhiên có thằng có thằng ở đây. Mà nó không thấy mình, nó không thấy mình. Thấy rồi. They're gonna see you. Hold up. I copy. Mình check cam chứ. Roger, target acquired. Spotted one with submachine guns. Eyes on the target. Còn bé nữa thôi, nhanh. Shit, Sicario with a minigun. Làm swat được không vậy? Trong khi này nó vẫn spot được, đỉnh thiệt. Nó vẫn không thèm để ý mình luôn. Đó, phải vậy chứ. Nó luôn, chỉ tuốt đằng này luôn. Ủa, có mặt, có mặt. Nó mình đợi nó xuống thôi. Yo, cartel gunman, we're good, over by the truck. Nằm tú bên trong rồi hả, để mình check thử xem có ai không. Locate ô một bé nè. Ô hai bé nè. I got a target carrying submachine guns. Sao thấy ôi. Ôi hết hồn quá. Nó vẫn chưa phát hiện được mình. Nó chỉ mới nghi ngờ thôi hả. Còn một bé nữa thôi. Sao nó có hiện trong đó hoài mà mình không biết nó ở đâu á. Mày không biết nó có đi xuống đây không nè. Đổi hướng đi mấy cha, cho con còn vô nữa, cái này khó, bắt đầu khó. Đây là mình nghĩ cái thằng cuối trong đâu đây ta. Looks like transit schedules and smuggling routes through the province. This is what we're looking for. Ủa, chúng ta tìm được cái kia, nó chơi mình phải vô đó chụp ảnh. Nhưng mà nãy nó chơi là mình không được để bị phát hiện. Roger. Roger that, target marked. No. Oh, khoan, thằng này nó vô lại rồi. Cứ đợi nó qua cái này. Game này đúng là kiên nhẫn là vàng luôn á. Giống Hitman vậy. Nữa hả trời. Sao nó di chuyển mấy chỗ độc địa mà sao? Mình xét lại em lần nữa. Sao đi vô trong ta? Chắc phải có cái đường nào khác mới vậy. À đây có cái đường vô nè. Ồ, chúng ta đi cái đường này vô được nè. Nhưng mà trước tiên hết là chúng ta phải lẹn qua cái đám này. Mấy Ghost mình xử lý mấy thằng này được không ta? Ê, cái đó cũng hay là chỗ mình làm gì nó dụ nó ra kia được rồi. Hết hồn. Vô chân tụp cái tấm ảnh thôi đi ra thôi cái gì.
chụp đi, còn có gì nữa. We've got the pictures we need. Let's clear out. Ồ, ra khỏi chỗ này mà không bị phát hiện. Căng. Hay là mình ra khỏi từ cái chỗ nãy mà mình đi vô á. Hay là cái chỗ này có chỗ nào đi ra hay không ta? We need to advert approach. Stay down. Căng, căng, game gọi là khá căng. Lift the G-bot. Undetected. Oh điệt. Mấy cái chỗ này, à đây đây có cái đường ra nè. Mình coi trốn chứ ta. Target spotted. Còn một thanh niên nữa rồi. Sao thấy có mỗi thanh niên này vậy, trong khi ở đây 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 đây. Go go go. Go 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 man. Để chúng ta còn ra khỏi chỗ này nữa. Nhà anh em ơi. Got the target. Target acquired. Look. That tank goes down. Ra thôi, ra thôi, ra thôi, ra thôi. Quá đẹp. We're clear. No signs of alarm. I'm pushing the intel to Bowman now. Không biết mình đã vô đây luôn. Leo lên cái mình vừa mới leo lên cái trực thăng này thì lại chúng ta thấy cái vụ tiếp theo mà Bowman vừa mới gửi. Thì cái thông tin mình vừa mới lấy được thực chất là nguyên cái đường dây mà Goldmine destroy the cocaine shipment. Mình rất là giỏi cái việc mà phá đồ người ta chứ không có thể dựng đồ lấy ha. Cho nên chuyện này sẽ không thành vấn đề đối với mình. Cái gì cầu phá hủy đây vậy? Ready? Fire, fire, fire. Má cái máy bay này khó điều khiển vãi luôn. Khó, cái này cái có đồ ngắm bắn giống như là bên Katana 5 gì hay mấy rồi. Chứ cái này nó đã không nhổng đầu xuống rồi mới càng khó bắn. Ù dính luôn. Dính luôn. Hay quá anh em ơi. Hay quá, đi thôi, chúng ta đi ra khỏi chỗ này thôi. Không có nhiệm vụ tiếp theo đâu. À đây. Phóng thẳng qua đây luôn. Đó, chúng ta xong cái nhiệm vụ được convoy rất là lẹ luôn. Ồ, level 27. Không biết là những cái game này á, max level là 30 thì vậy. Hình như là vậy. Mong biết là bên DLC mới thì nó sẽ có. Ồ, có vẻ lót hơi chậm, mình mặc dù mình chơi trên SSD á mà giờ nó mới lót. Map nó lót chạy mắc cười quá ba. Thì cũng biết hình như cái từ sau cái patch mới là bắt đầu nó có cái lỗi này nè. Lót khá là chậm về cái mặt texture này nọ, mình để texture on medium. Ồ, nó có xuống phòng không. Không biết là xuống phòng không hay là Unidad hay gì đó. Mình nghĩ là Unidad á. Sergey, chúng ta còn 400m là chúng ta đi bộ đi. Wow wow wow, đi chơi đi chơi. Chưa gì mới vô mà bị phát hiện là hơi bị lẹ. Cho nên chúng ta phải rất là cẩn thận. Tại Sergey mà ATC là cái gì mình không rõ nữa. Mình có nguyên pháo đại ở đây luôn. Em, xử nó cho anh. Got a Sicario. I don't see him. Close to the camp entrance. Roger that. Target whoa, marked. Whoa. Baby makes three. Hay là mình xử cái thằng này đi tì. Go there. Copy. Target marked. I don't have a shot. Roger. Target acquired. Can't see squat. The drone's being jammed. Lost visual on đây, the target. Đây còn thằng nữa, còn thằng. Mày không cần phải xử thằng kia đâu, để mà xử thằng này đứng cái bên đó à. Đâu thằng đó đâu ta. Đó, để mình xử thằng này cho. Say the word.
Tại vì bây giờ cái khoảng thời điểm này cái kính nó mờ quá, mình không thấy được cái gì, mình cứ tưởng cái kính không thôi, nhưng mà mình phải bật cái kia lên để mình nhìn cho rõ lại tí. ATC là cái gì ta, làm sao đi vô trong được ta? Mình quên là chúng ta bị jam một thằng. Đang tính nhào vô thì bị thằng này nó nhìn thấy. Đi thoát đi em. Thằng này chắc là mình nghĩ chắc nó vòng vòng cái khu đó thôi chứ đâu đi đâu xa được không. Ủa này có skill boy cái kiểu nữa ha. Ủa cây này bắn chính xác vãi luôn á. I see a second target. Tango number 3. 1, 2, 3, cùng nhau dắt tay nhau chết. Roger, target acquired. Target. Good to go. Got him. We're cool. Eyes on a narco with a submachine gun. Over by the crate of comm gear. Như này có cái gì đó nè. Bonus medal, à không. À, nãy mình cứ tưởng là skill boy nhưng mà thực chất là bonus medal. Chúng ta phải tìm cái một là... đi tìm cái tối không thấy gì hết. Got another tango. Hú hồn. Sợ không dính thôi. Là mình chuẩn bị ăn đòn. Nghe cái tiếng là chắc gần đâu đây thôi. Cái mà phá sóng á, nhiều nhiều sóng. Đây. Ngay sau lưng mình luôn. Như một cái máy đây một thằng. I'm spotting another tango. Phải này mình dụ nó vô đây đây. Địt, thằng này nó nghe. They're gonna see you. Hold up. Đó, phải chặn đầu mối gì chứ không á. Nó thấy thằng kia là nó sẽ đi báo động lên, khá là phiền. Thằng kia đó là nó chạy. Có thể, mà chúng ta có thể tốt rồi đó. Nên vô cái chỗ đạn này mình núp đỡ đi. Wow, hình như còn một thằng ở đây nữa. Không biết nó có di chuyển, nếu mà không thì tốt cho nó, tại vì nếu mà nó di chuyển mình buồn mình phải giết nó thôi. Cái cha nó di chuyển thiệt quá. Không, nó ra ngoài. Copy. Target marked. I got a third. Lost the target. Một thằng trên đây ha. Got eyes on the ATC. Let's move in. Got an alarm. Này khoan đi, chắc nó không thấy sát hàng kia thì mình cũng không cần thiết phải bắn hay lắm. Nhưng mà để mình đi lên từ từ cái này. Chúng ta vẫn chưa muốn bị phát hiện đâu. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. Tất nhiên rồi, tao sẽ leave me alone nếu mà mày để cho tụi tao yên và trả lời hết câu hỏi những gì tao cần muốn nghe. Ok. Is this Santa Blanca? Unidad? What do you want? We know you work with Boston Reed. Don't bother denying it. It'll just get you hurt. Ta bien, whatever you say. I want to know about his movements. Mày này ngoan á. In Media Luna, pues. Media Luna. There's an airstrip in the bush he makes deliveries to. Okay. When Jeffrey Reed needs to meet a buyer, he has me send a code over to the network to a buyer in Media Luna. Đừng nói giờ mình phải chạy tới Media Luna nha, cái chỗ này là Coney. Then show me the computer you use to send it. Cái này chúng ta chỉ còn mã thôi. Cái đằng kia làm gì? Nhìn nóc gì nhìn gì? Mission checkpoint. Hack cái nhẹ đi. Code sent.
Now we need to get to that airstrip. We gonna rock all the way to Media Luna, boss? I had another plan in mind. Đấy, hàng này là boss, tên là biên danh mà hiểu trong này là Nomad. Who's up to date on their flight reviews? Thì mình lên lấy cái mê đồ nè. Dù sao cũng tiện đường mà. You think Santa Blanca gives out a lot of these? In position, target's marked. Just say the word. Eyes on the target. Bốc đèn em ơi. Nhiệt tình lên. Roger that. Target marked. Ready to fire. Lost my target. Target lost. Mới được ngon đây mà. Hay là mình đi sửa nó luôn đi cho nhanh. Khỏi báo động luôn. Riêng mà này nó phế quá. Cái này gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Còn bắn nữa cho nên thôi thì tao buộc tao phải bắn mày luôn. Cho nên sorry nha em. À, lấy đồ cái này chúng ta đi tới. Cái gì một phát 3 sao luôn. Hay thật. Nó nhây vậy đó. Nhây vãi. Mà giờ chúng ta đang có một cái nhiệm vụ kia nữa chứ. Shots fired. They got backup rolling. Ôi nó thấy mình rồi, thấy mình rồi. No. Chúng ta phải đi ra khỏi chỗ này cái đã. Bush plan fly to Media Luna. Chứ thể ra khỏi chỗ. Lost rồi, ngon rồi. Oh, sniper. Wow, wow, steal mà rốt cuộc. Cú hồn đi chơi. Get to cover. Hold your position. We got a sniper, get down. À, sniper mới ghê chứ. Ê da, gục anh em ơi, tới cứu, tới cứu. Đừng có bắn nó nữa, mày bắn nó làm tự nhiên ổ đang biến mất rồi. Vô đi đó cũng lost rồi, tự nhiên gặp mấy này nó dí theo nữa chứ. Damn, that was close. Ôi ôi. Riết mà giờ phải lết đi luôn. Cú hồn. Ui quá, còn một viên à. Hôn đi anh em ơi, hôn đi. Ủa mà còn sniper phía bên này đó. Ôi trời, ba phía luôn. Bên đằng sau lưng mình nữa chứ. Nè, bây giờ làm sao mà đi lấy cái kia mà không bị phát hiện bây giờ. Nãy giờ mình chết 2 lần, bây giờ mình chỉ chết tối đa thêm lần đó thôi. Cái góc này cũng bị bắn à. Got eyes on a sniper. Này thì bắn bố mày nè. Mày nữa con. They're coming right at us. Any ideas, boss? I spotted one with submachine guns. Ôi má nạp đạn.
Nó quên nhìn đạn ta. Sniper, take cover. Băng đi để anh cướp cái thằng kia ra. Làm sao đi ra khỏi chỗ này mà không bị bắn nữa ta. Tụi bay nhây quá thôi. Từ Unidash cho tới thằng kia tự nhiên đang đi bình thường. Mọi chuyện rất ư là bình thường. Tự nhiên Unidash xong vô cái làm hư mọi chuyện. Hay lắm con trai. Oh, làm sao lên đây. Cái này lái khó vậy. Mình ghét lái cái máy bay này lắm nha. Shit no. Shit man. Ồ, giờ sao vậy? Hư mẹ bà rồi. Ủa mình có nhất thiết phải lấy cái gì thằng đó không ta? Fly plane, giờ chúng ta làm nhiệm vụ nha. Fly plane aside. Interrogate ATC file everything he know. Chúng ta chỉ cần lại đó thôi mà chúng ta cần phải lấy cái gì thằng nào đúng không? I'm in, let's roll. More of these assholes just pulled up. Ôi, ghê phết. Giờ phải đi bay hấp hấp như này cho nó khỏi thấy nè. Má tàn tên lửa với cái gì đâu không. Nên mà nó lại nó làm như mình phải đi giao cái đó vậy á. Cứu hồn. Mà giao cái gì đâu mà toàn tên lửa bên ngoài cánh sẵn cho bố nào giao được. Mà lái máy bay đó lái khó mà bạn đẩy nó lên cao nó cũng lái cũng khó nữa. Đẩy lên cao lái khó điều khiển như mấy chiếc này hơn. Đáp cũng khó nữa chị. Đấy, mọi chuyện fucked up chỉ vì Unidash. Tụi bay phá đám giỏi lắm. Mình đang mà bay thấp thấp như thế này để cho xuống phòng không nó không thấy. Nhưng mà người dân thì nó vẫn thấy. Thôi kìa mẹ đi, nó chắc cũng sao. Ôi. Chỗ này xa phết ha. Ôi bé ơi, ôi chúng ta vừa có chạy ngang qua chỗ đó. Ôi nó chúng ta đang rất cần cái này. Mà đừng có bắn nữa. Á, nãy ôi hết hồn. Nó bắn trượt xuống dưới mà mình mém chết á. Oh man. Nữa hả? Gần tới rồi. Gần tới rồi. Có một bầy luôn. Một bầy đó luôn. Ôi mẹ ơi. Nhưng mà sao tôi nói sao. Sao tụi Unidash này nó quyết tâm nó nhây tới cùng hồn gặp bồ mình nữa chứ. Mày bắn nó làm cái gì? Bao cho lót xem con cái đây con đây còn làm nhiệm vụ nữa. Ok ngon. Woohoo. Interrogate the buyer. Thằng buyer đâu? Thôi đừng nói giờ Unidash lên đô quốc chung với mình nha. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. Drone is airborne. Got another tango. A baby makes three. That makes got eyes in the buyer. Careful who you shoot. We still need that scumbag alive.
Ok, mình không muốn nó lại gần cái xe đó quá đâu. Roger, target acquired. Got the target. Good to go. Chúng tôi tra khảo trước khi mà đám Unidad lên nữa. Hay lắm con trai. Shit, the buyer's on the move. Get after him. Đi lại đây, tao đang get after him đây, nên đi theo anh. Ồ, nó lên. Xuống đây đứng tí đi. Rồi chúng ta sẽ tra khảo kỹ càng hơn tí. Xuống đây đứng à. Por favor. Boston Reed, where is he? I don't know where he is. Thằng đó đâu, nói đi. Chúng ta không nhiều thời gian đâu. I make an order and he delivers it. That's it. An order for what? People, okay? Men, women, you know. What happens to these people? Đàn ông, đàn bà, chắc là mua đồ lệ gì vậy? Shit, man, shit. Cut up and use for their organs. You know how much you can these worth? Ồ, muốn thận rồi gan nữa. Thận rồi gan tùm lum thứ ha. Last time I came up short, it was a rush order and I didn't have enough money on hand. Had to wire the rest to one of Reed's bank accounts. Nó mua người chỉ để thận với gan cái kiểu bán lại buôn lậu, không những buôn từ cocaine cho tới người luôn. You go your way and I go mine, right? We're starting to put the pieces together. I'll upload the bank info to Bowman. Between that, the villagers targeted by Reed's people, she ought to be able to come up with some solid leads. Đi xử lý hai hàng quỷ kia đã. Undertaker, sau khi chúng ta bắt được hai hàng này thì chúng ta sẽ biết được vị trí của ông Boston Reed. Ok, mình mà nãy mình mới spawn ngay chỗ bên ngoài cho nên có lẽ chúng ta phải đi đường vòng rồi đã, chỉ sợ bị phát hiện thôi. Locate Carlos. We got hostiles in the area. I got a target carrying submachine guns. Một đống đứa này luôn. I'm spotting another tango. The drone is up. Ok, để coi mày đứng đâu. I got a third target. Nó sống sót được ta. I got eyes on Carlos. That dude, you can't be serious. My 12-year-old daughter could beat the shit out of him. Tell Carlos to his brother Hernando. Hang back and let him lead us to his brother. Okay, chúng ta không cần phải giết đâu. Nghe lát hồi lấy cái xe để đi nè. Thôi là mình ngõ xe ngoài đây á. Chứ không là mình tin mình giết hết nguyên đám đó, mình thấy cũng đâu có nhiều lắm đâu. Ok, nghĩa là mình lên cách nó khoảng chừng 120m là sẽ được ổn. Hoặc cỡ như vậy là được rồi nè. Còn tại mình đi, nếu mình đi sát mình chỉ sợ bị phát hiện thôi. Tại lần trước là mình có bám theo một cái rồi nhưng mà bị phát hiện. Mẹ tổ lái mình cứ tưởng nó quẹo phải là mình phóng lên kia. Ui, ui nhìn cũng đẹp hết ha. Đấy, cứ bình tĩnh mà lái chứ không sợ đúng không vậy? Ủa sao nó lái nguyên một đường vòng từ đó qua đây cũng đâu khác vậy đó. Thằng anh nó đâu? Nghĩa là quẹo phải đúng không? Ừ đúng rồi, tại mình thấy cái chỗ bên đây nè, nguyên một cái nhà máy luôn. Cho nên mình nghĩ là nó quẹo phải là thích hợp nhất, là tại vì nếu mà bánh mi boss thì chắc nó vô mấy cái nhà máy nè, đúng. Cái chỗ này mình có vô rồi. Ok, here we go. That Hernando? Gotta be. These no loads are the fucking undertakers? Rồi chúng ta tới. The locals are so scared of? What now? We grab Hernando and get him to tell us where Reed's hiding. What about Carlos? Fuck him. He's just an obstacle now. Hernando's the one we want. Oh, nói chuyện. Cái chuyện ngầu mà. Fuck him, I don't care about him. Yeah. Chuyện ngầu quá. Chúng ta định vị được cái thằng đó nào đâu đó. Rồi chúng ta sẽ phóng vô một lượt luôn. Interrogate một đống. Got another tango. I got a third. Định vị được cái thằng này đứng đâu đó đã, rồi chúng ta sẽ vô.
He makes five. Sao này không SWAT à? Có người dân thường thôi à? Just spotted one with submachine guns. Sergey. Con nào đi chung với nó không ta? Mình chỉ muốn đảm bảo thôi. Bro, carnal, you thought about what we discussed the other night? What? Those girls? I don't know. Giờ nó gọi bàn chuyện mày gái. No mames, Ale. It's just them and their mamita now. Way out in the middle of nowhere. It would be so easy. Neta? This ain't like a bar where you put some drops in their drink. What if one of them screams and wakes up mama? Then we fucking take care of her. Chingados, man. We're los pinches enterradores, bro. Tries to fucking act like it. You sure they're twins? Neta, güey. Porque luego tú... A huevo. I've seen them myself. It's like looking in a fucking mirror. And they're ripe, man. I'm telling you. Oh. We grab them, take them somewhere quiet, fucking kick back and enjoy ourselves till re... Nó nghe tiếng hả? Get back before they make you. Chúng ta còn cái sinh sót. You sure they're twins? Neta, güey. Porque luego tú... A huevo! I've seen them myself. It's like looking in a fucking mirror. Như cầu thằng này. They're right, man. I'm telling you. We grab them, take them somewhere quiet, fucking kick back and enjoy ourselves till Reed's got another order. Then we throw the girls in with the rest and send them over the border. It's perfect. Está de no mamar el plan. Nói chị đúng nhiều luôn á. Target acquired. Standing by. No target. Repeat. No target. Interrogate her, yeah. Stay there. Roger that. I got one narco at the entrance to the camp. Hay là mình dụ nguyên đám đi hướng khác đi. Flare gun đi. Eyes out. Mấy người kia nó nghe trường này ra. Và thằng này nữa. Ai cũng đi với mình, mày không đi mày. Looks like they're feeling froggy. Their OT's escaping. Này nó đứng ở đây là escape đâu nữa trời. Mày núp mày ngồi mày vô đây. Bắn một tay luôn cũng được nữa. Đó, ngon. Giờ nước cha khảo lẹ đúng ta. Guys ready? Fire. Roger. Cảm ơn. Mày nó không dám bắn mình nữa sao á. Đi, lửa lô này đi vòng vòng tí ra. Bắn một súng lục này cũng ngon phết. I'm opening fire on these shitheads. Bắt đoàn này được rồi, ngon rồi, chứ không làm chứ. Easy nha. Đi đè mày. Thằng kia đâu rồi? Rồi, rồi. Này thì nhìn. Rồi, sạch sẽ luôn. Xuống mày. Clear. What is? How you guys holding up? Who the fuck are you? Where's Reed? Mày nghĩ là mày có cần phải quan tâm tới tên của tao không? You either tell me where I can find Reed, or I make sure El Sueño knows all about your little human trafficking ring. I don't know where Reed is. Fucker never shows his face unless he's got a shipment to make or there's some kind of emergency. I think this qualifies as an emergency, don't you? There's a special code. I enter it into a laptop at the airstrip. Reed gets the signal and comes to the airfield. That's it. Give me the code. Mình sẽ lấy cái code đó để lấy cái chỗ đó. Bowman,
là chúng ta sẽ gọi được thằng Reed này ra và chúng ta xử nó luôn. A code that'll summon Reed to an airfield not too far away. When he turns up, we'll be waiting. Outstanding. Go get him, Hotshot. Hotshot, yeah, man. Ồ, thêm miếng nhạc ngầu quá ha. Để làm lấy skill boy luôn nè. Ồ, 5 điểm skill boy. Ồ, nhiều quá. Mình có 4 mấy điểm mình chưa. Có điều mình chưa. Không có cái gì đó free. Ấy là không có cái không có cái đồ gasoline hay gì đó để upgrade vân vân. Chúng ta đây vậy là nhìn đã phết. Chỗ này đẹp phết đấy chứ. Chúng ta sẽ tới cái chỗ này có thể là giết ông gì á, Boston Reed. Cho nên nhưng mà trước tiên hết là cho tôi xác định được cái vị trí của cái laptop nằm đâu ta. Mình lên chạy lên đây cho các anh. Yo, cartel gunman, near the fuel drum. Deploying drone. Thấy có thằng ở đây. Tango. Tango number 3. Marking an enemy. There's a laptop to send the codes to Reed. À, trước tiên hết là nếu mà chúng ta chưa gặp Reed đâu, Reed đây đâu, chúng ta sẽ dùng cái laptop đó để gọi Reed tới. 10 đứa. Ok. Có cái laptop đây. Giờ trước tiên hết đi, thằng nào đi để tẻ chết đi. Target's confirmed. Ready to assault. Target acquired. Này dính liền với nhau thôi. Target's marked. Good to go. Ready. Call the shot. Go not. That's one tango down. I'm opening fire. Round just relax. We're still good. Wow, mình không thấy này ta. Bắn đi anh em ơi. Cuộc chiến vì một cái laptop. Fucking hell. Fucking hell. Watch it, it's gonna blow. Ôi. Mày bắn hơi quá đà đó con hả? Bắn cái quái gì mà. Mắc cười vãi. Má nó không thèm quan tâm mình đứng cơ bên luôn. Má không quan tâm luôn. Giờ chúng ta dọn sạch cái chỗ này đó. Lấy vài thứ đi rồi chúng ta sẽ gửi cái code trong hả? Ồ, 250 luôn. Đúng rồi. Ồ, ngon. I'm entering the codes now. Reed should be receiving the signal. He'll show up any second. Set up for the ambush. Kill Boston Reed. Đây là khỏi cái chỗ này nè. Thằng nó tới chưa ta? Nghe tiếng chưa thằng đâu đây? Nó ở đâu ta? Target incoming. Get ready. Đâu? Nó đâu? Sao tao không thấy gì hết vậy? Sao tôi nghe tiếng chưa thằng ở đây đây, ở này không? Nếu mình bắn vỡ cái máy bay này trước thì nó có sao không? Easy vãi. Một phát là lên dĩa hết. Warhawk. We stopped Boston Reed and freed a few innocent folks. It's a good day. It's a good day, man. Bowman out. Ok, quá đẹp. Here's a lesson in cocaineonomics. The biggest mistake most people make is focusing solely on the product. Claro, you need something to sell.
But that's not where you make the money. 1 kilo of coca leaves costs about $1.50. It takes 400 kilos of coca leaves to make 1 kilo of cocaine. Even when turned into cocaine base, a kilo is only worth 1,200 in Bolivia. However, every time you cross a border, the value increases. Once we reach Colombia, it's already 2,200. We hit southern Mexico, 12,000. Cross the border into Texas, 20,000. New York City, our $1,200 investment is now worth 35,000. Paris, London, 68,000 to 74,000. It's a pipeline that carries the product to the people that need it. Sustenance for the thirsty. Once in place, the pipeline feeds itself. Workers, vehicles, wages, bribes. But when there's a clog in the pipe... They took out another shipment. We lost 7 tons last week. 4 planes the week before? The water backs up. There's too much surplus. We can't keep it secure. My men are selling to each other. We can't pay people if they're not moving product. They're kidnapping civilians for ransom money. Too much water. We have to take Valeria and go. He'll kill us before we leave the country. Then what's the answer? When I find it, I'll let you know. And you drown. Dolores Serrano de Perez, La Cabra. She and Nydia Flores have been BFF since, like, high school. As a teenager, she used to sell knockoff beauty products at her mother's stand in the market. At 13, she started selling cocaine, which is a sort of beauty product, I guess. 3 husbands went out the door the way narcomen usually do. La Cabra herself has been in and out of prison more than the laundry truck. Her other product is information, quite valuable in the cocaine trade. La Cabra will do anything she has to get information. Information is what got her in with the Peruvian drug gangs. A valuable connection for Santa Blanca. Because the thing about being one of the world's largest cocaine producers is you're also the world's largest cocaine seller. And with that many customers, you need the supply to keep up with demand. You need a backup plan. La Cabra is Nydia Flores' backup plan. What are you here to take? Này là mình nhớ tới cái phim gì giải về cuộc đời của Pablo Escobar. Phim phim Narcos á. Peruvian lore. Mình phải xác định cái vị trí cái đã rồi. Oh shit. The drone's fucked up. They're jamming us. Vậy là chúng ta phải tự xử thôi. Oh, phải. Submachine gun. The dump. Where else? Cái này cũng khó nhìn phết ha. Mà trời tối rồi. Lại càng khó nhìn hơn nữa. Và tự nhiên cái chỗ này nó lại có jam mới ghê chứ. Ủa má có đèn mới ghê chứ. Mấy cái này như phim kinh dị vậy. Eyes on a cartel lieutenant. Sniper out there. In the HQ building. Nó nghe tiếng mình bắn hay sao á? Hey, we got an arco with the submachine gun. Whoa, 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 whoa. Got a third target. I got a target carrying submachine guns. Target's marked. Just say the word. Target marked. Roger that. Target marked. Say the word. I have a shot. Got one. Engaging. Hết hồn mới được. I got a Sicario with a submachine gun. Tell me where. Tango number 3. Căng nhất là mấy cái nhiệm vụ chúng ta. Two Sicarios. I don't see him. Back it up, they're gonna see you. We got a Sicario. There, inside the firing post. Whoa, 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 whoa. Sao nghe thấy bước chân? Ơi, má hơi quá. Cũng hơi là do mình nghe thấy bước chân đó. Rồi, thì mình không thả mấy thằng này ra đâu, thì nó phá đám mình mấy lần trước rồi. This is Nydia Flores.
Nydia Flores. Mình tỉnh quá. No, mình nín đi, tao không có cứu mày đâu. Mặc dù tao không hiểu mày đang nói cái gì, nhưng mà tao không cứu mày đâu. À, tại vì nó mình mà cứu nó, lát hồi nó cầm AK ra, nó nã nguyên như chỗ này. Thông đích nè. Đây đây, có cái jammer đằng kia, mình thấy cái jammer rồi. Alarm over here. Alarm is off. Cái này nhiều lúc bắn cũng tiện phết đấy chứ. Lên tắt cái chỗ đó mới được. Chứ không 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 xài được cái gì hết á. Chán ghê. Careful, Sicario sporting a submachine gun. Next to that critical. Spotted one with submachine guns. Get down before they see you. Tangos are marked. Target acquired. Lost my target. Whoa, 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 whoa. We got a tango with multiple targets marked. Around. Standing by for go order. Mấy giờ phải đợi cho nó spot được mấy thằng này mới được. Chứ cái này bắt đầu hơi khó rồi đó. Target acquired. Yo, Sicario with a submachine gun. No target. Tell me where. Target. No target. Oh. Ooh. Ooh. I think they found their pal. Shit, man. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, chúng ta còn phí. À, mình đang còn đến đang tính distail chúng ta mới phải. Ôi. Drug lost car, có nhiều chiếc xe ở đây lắm. Mà chúng ta còn chưa tìm ra được sao chúng ta đánh. Ui, vãi. Wow, 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 wow. Càng đét ơi ơi. Sao đi cái chỗ này cái kẹt hoài vậy. We got a sniper, get down. Tối quá không thấy gì hết. Ôi. Tôi cũng phải đi tìm cái xe của ổng nữa. Cái này bắn nhiều lúc cũng tiện đó chứ. Cũng ngon phết. Ủa cuộc cái xe kia ổng kia nằm đâu ta? Wow, 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 wow. Không ổn rồi, không ổn rồi. Một hàng của mình gục rồi. Lấy súng ngắm ra xử nó này mới được. Dính chưởng liền. Chói thế không biết. Cái cò xe của thằng này để đâu ta. Ồ, dính luôn, dính luôn. Chiếc xe của ông đấy đâu ta? Bắn ác liệt quá.
Nhiều lúc muốn làm ghost lắm nhưng mà cứ bị phát hiện như vậy hoài. Nên thôi lỡ là Rambo luôn. Chuyển từ ghost sang Rambo trong vòng một nốt nhạc. Ok, ngon nè. Quốc cũng gần xong hết rồi. Vẫn chưa thấy xe của ổng đâu. Cái xe của ổng nằm đâu được ta? Giết hết chứ sao? Hú hồn. Tắt cái này luôn đi ta. Này nổ bả rồi. Có xe này không ta? I got eyes in the car. Ừ, nhìn giống lắm luôn á, nhưng mà mình phải lại sát gần nó mới chịu xác nhận là cái xe này của ổng. Come on, let's jack this ride. Nó. Mình thấy mấy thằng kia nó hay lái mấy chiếc này lắm nha. You call Andy's Mountain Bling. Why do you think Sling is so hot for Peruvian coke? Ain't like they don't have enough of it. Ủa, cái đường gì quá gì sai vậy? Chúng ta còn phải đi giao xe nữa mới ghê chứ. Đừng có bắn nha ba. Tao hôm nay muốn giữ cái xe. Nhưng mà nghe đồn mà cái xe này nó thiết giáp cao lắm. Với lại nếu các bạn up skill Car Shield như mình thì sống lâu. Mình nghĩ là sẽ sống lâu. Vậy hay là chúng ta đâm thẳng một đường một số này luôn ha. Cũng được mà. Đâu nhất khi phải đi hướng kia. Ủa xe này đi mấy cái đường mà dốc như thế này á. Đường mà đường núi như thế này nó tiện. Tại vì nó có cái phục nhúng cũng ngon. Chắc rồi để tung tưng đúng lúc. Điều tắt đi, đúng rồi. Điều tắt đi. Điều tắt cho nó tiện. Ê, đừng lật xe nha bạn. Quá đẹp. Điệt. Mấy bà phụ nữ ghê thì chứ. Toàn đứng giữa đường không. Không phải đứng giữa đường mà đứng ngay mé mé. Rồi phóng thẳng ra giữa đường thôi. Ghê phết. Không kịp né luôn. Ở cái chiếc này giống y chang chiếc này nè. Chúng ta không muốn bị Unita phát hiện đâu, chúng ta lên đây được mà. Cái xe này nó khá là ngon. Lên anh em ơi. Lên. Còn 2,8 cây số nữa trời. Xa tức thò. Trời ơi trời, nó nhìn đường. Không sao. Đi đúng đường thì sẽ tới nhanh thôi. Cái này làm nhớ giống như mấy chuyến đi phường chứ ba. Kiểu đi trên mấy cái chỗ này nè, đi đèo hay gì đó. Mà giao chỗ này pha xa phết. Đi ngang qua chỗ nào nào cũng ủa sao làm nhiều ô gì ghê vậy. Mình chỉ sợ nó phát hiện thôi giống vậy đó. Tự nhiên nãy đi qua nguyên cái khu quân sự của thằng Santa Blanca ghê thấy bà nội luôn.
còn nguyên dạng nhé. Wrapped up all nice and pretty for the DEA. I give a shit who gets credit. Losing the car is gonna cost Santa Blanca a lot of respect with the Peruvian narco. Đi đường không xài được. Để mình kéo nó lên đây tí. Hoặc kiếm cái chỗ đáp rồi. We're late. We got Santa Blanca at the crash site. Có chỗ nào đáp ngon ngon không? Đó, đáp ngay đây đi. Tôi chắc ăn là nó không có tụt xuống dưới. Địt. 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 Cũng như không. Má, tức thiệt. Má, nhiều lắm. Chán ghê á. Nè, phải chờ bom rồi vậy. Để mình dụ tụi nó sang cái chỗ khác nha. Right, I'm firing a flare. Rồi để mình bắn cái để mình gắn cái mà súng phóng lựu á, bắn cho nhanh. Ô bắn quả không nổ ta. Ôi, mấy thằng này nó lên đây luôn trời. Sợ hết đi anh em. Tự nhiên bắn cái kia bắn quả không nổ. Ngộ nha. Thì nó bắn hụt ta. Nó bắn kỹ lắm rồi đó. Nhưng mà hình như chúng ta được hồi phun đạn nên chúng ta được revive phải. Không biết phải dừng. Không không không. Đó, chỗ này mà không xong nữa, bó tay luôn. Đó, ngon. Giờ lại trên tuốt trên núi này mình không kịp tìm nữa, tìm cái máy bay á là lái thấy mẹ luôn. Oh shit man. Giờ nhìn thấy máy bay của chúng ta rồi. Phải đáp xuống rồi. Whoa 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 whoa. We got a sniper, get down. Mày thì sniper nè. Nhây nè, nhây. Nhây hả con? We're clear. Y'all good? Copy dad, get down. Roach, stay down. Đồ nói gì Unidad nữa hả? Opening fire on these fuckers. Một chiếc rơi. Whoa 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 whoa. Còn một viên, một viên. Mày nhây hả con? Nhây hả con? Ồ hay lắm. Cái súng nhắm này bắn được luôn cả trực thăng mà bắn không được cái này ta. Hay thật. Mỗi lần chơi là phải chơi cái này. Đó, phải dùng cái này mới nổ mới chịu. Ê! Cái tưởng kia nó không chịu nổ chứ. Đó. Chúng ta còn hai cái, còn một cái nữa. Mong là cái máy bay này chưa bị gãy, hồi nãy mình đáp kỹ lắm luôn. Để coi mình đứng tốt đâu ta.
We've got coordinates on several downed airplanes loaded with Peruvian AK intended for the. Nếu mà chúng ta quất cái này cuối xong chúng ta sẽ được tiếp cận với cái bà La Capra Braca gì đó. Mình không nhớ cái tên. Nhìn cũng đẹp phết đấy nhá. Mình thấy cái game này nhiều bạn cũng khá là cũng có nhiều bạn cũng chơi cái game này nhưng mà từ mình cá nhân mình thấy là mình thấy game này nó khá là tốt. Đẹp và lần khác chứ. Mình thấy đó nhiều cái downgrade thật sự là mình thấy nó không có downgrade. Theo cá nhân mình thấy luôn á, nó không có downgrade và nó thật sự nó có tốt hơn bản beta ấy chứ. Nhưng có một số điều do cái một số patch ấy, sau này nó còn khá là lỗi khá là nhiều, gọi là một số cái gameplay của nó có vấn đề và cái loading nó thôi, còn nếu mà nó xét về mặt đồ họa thì nó khá là ổn. Ready, open fire. Quá khó đi em. Ở đây có một cái trực thăng nữa mà lo gì. Đậu trên xác này luôn. Cartel's already here. Time to earn that combat pay. Này cái súng nhắm mà quên. Eyes on a captain. Đáng lẽ tao phải tặng mày nguyên. Ồ, tụi nó chưa ăn được chứ. Ồ, mình đậu máy bay có tâm ghê luôn. Giờ phải đi một vòng, chúng ta còn 3 viên đủ để xài cho 3 cục này luôn á. Cho nên bắn chuẩn một tí. Ồ, nhìn giống như đi vạn lý trường thành nha, hoặc là lên đỉnh núi Himalaya. Nhìn full phết. Nó xuống thì cũng giết thôi. Ê, bấm nhầm nút rồi. Gắt thiệt. Clear luôn rồi. Mình clear team. Hết đạn luôn. Giờ đi đâu nữa ta? Chúng ta đang đợi briefing từ bà kia là nó sẽ thông báo cho chúng ta để chúng ta đi đâu nữa. Cost of business just went up for Santa Blanca, and they want to sweat the Peruvians for price. Reinforcement. Exactly. We've got a time and location for the negotiation. When the Cobra and her counterpart meet, take her and her Peruvian counterpart out of the picture. Roger that. Bắt thôi chứ không có giết hả? Ồ, buồn vậy. We have intel that La Cabra is scheduled for a meet with her Peruvian counterpart. Crash the meeting and eliminate them both. Kill Black Cabra, giết hết và giết luôn cái thằng thương lượng với bả luôn. Ồ hay, mình thích bắt bao lâu thích cái khu này đó. Mình chỉ thích giết thôi chứ không thích thà hoặc là bắt gì á. Nó tiện hơn, nó nhanh hơn và nó gọn gàng hơn. Chứ đánh hồi phải sách nó về là mệt, cái sợ nó xe hư rồi cái kiểu. Rồi phải nói chuyện nữa. Nhưng mà đứa nào dễ thương thôi, mấy này là giết hết. Nhìn đẹp phết đấy chứ, nhưng mà nếu mà so với Gata 5 á, nó có độ, nó có chiều sâu, nó có chiều sâu nó, nhưng mà theo cái gì mình thấy vẫn không bằng Gata 5 cho lắm. Chúng ta có cần phải kín đáo không bị phát hiện không ta? Thì nếu được thì nó yêu cầu thì mình chỉ cần cố gắng tí thôi. Đậu chỗ nào mà không bị phát hiện đi ta. Hoặc là mình bắn từ khoảng cách 300m cũng được mà. Xuống đi anh em. Xuống thấy ai vậy? Ê, cái khúc tuyết này á, là mình nhớ cái bộ phim gì Shooter lính bắn tỉa có Mark Wahlberg đóng á. Cái lúc mà cảnh cuối là có ngồi trên tuyết giống như là bốn tứ phía rồi ra nói chuyện cũng y chang như luôn. Cũng chỉ ra nói chuyện hai người như thế này. Nhưng mà
nó khác chứ, nội dung thì nó khác thôi, còn chúng ta là phải giết thôi chứ không gì hết á. Chúng ta phải giết từ bên ngoài mà, phải không ta? Nếu mà bắn 200 mấy mét thì nó đâu có nghe được tiếng súng đâu. Tại vì các bạn có một trick á, là các bạn bắn trong khoảng 150 mét trở lại á thì bạn mới cần suppressor. Peruvian negotiator. We got eyes on the Capra. Marking a captain. Okay. Roger. I got eyes on a captain. Nãy mình sẽ livestream giết người đây. Say the word. Say the word. Nói chuyện cho đã đi. Target's marked. Just say the word. Target's marked. Good to go. Ok, sao cái nút này bị lỗi lỗi? Roger that. Moving. Need to find a good position. Roger that. Target marked. 1, 2, 3. Vô nào, 1, 2, 3. Negotiator's down. He's dead. HVT is down. Ooh. Say again. La Cabra is down. Target KIA. KIA. La Cabra and the Negotiator are dead. Bravo, Zulu. Oh. This will cripple negotiations with the Peruvians. Cái súng gắn liền vô mặt bả luôn. Vô ngực quá luôn. El Sueño will tell the Peruvians to go fuck themselves. Ông này chết không kịp thở luôn. Thế. Except us. Tội vãi. We're shifting to the next AO. Nomad out. Má bà này sao nhìn nhìn ảnh thì đẹp thiệt, nhưng sao lên cái mặt trong đây nhìn xấu tục gì đâu á. Và tụi nó vẫn không hề biết đâu mà. Nhưng một chính đã chết rồi, ha ha ha. Bye bye. Trong khi mình ngồi tốt ở đây. Tới lúc tụi nó phát hiện là quá trễ rồi.